À, hay là... Được, nếu như Tam Hoàng Muội không đối được, hay là để tỉ mở câu đầu: dân quê mùa được hoành tài, một lúc phát tài làm viên ngoại. Gà trong rừng không lượng sức, tưởng đâu dỗ cánh thành phụng hoàng. Tủy sa nữ, nữ gặp long, long phụng trình tường một giấc mơ. Thiên bình khôn, khôn sinh kim, kim chi ngọc diệp nhập cung cấm. Đủ rồi, đại hoàng tỷ hơi sai rồi. Ngươi còn rất ruộng cho tỷ ấy nữa, ngươi làm nô tỳ làm sao vậy? Dạ công chúa. Tử lệnh của tỷ câu nào cũng độc đáo, sao lại không cho tỷ uống chứ? Đại hoàng tỷ, tỷ uống không đủ rồi. Chắc là muội sợ tỷ uống hết rượu ngon mà phụ hoàng đã ban cho muội chứ gì. Rượu ngon phải từ từ thưởng thức mới biết được cái ngon của nó. Đại hoàng tỷ cứ uống thay nước, chỉ là lãng phí ý tốt của phụ hoàng mà thôi. Phụ hoàng nghĩ gì muội biết sao? Chiêu dân chỉ là có sao nói vậy. 6 tuổi muội mới vào cung, thời gian bổn công chúa sống bên cạnh phụ hoàng dài hơn muội. Phụ hoàng nghĩ gì muội cho rằng tỷ biết ít hơn muội sao? Ở trời, đại hoàng tỷ, tỷ uống sai thật rồi. Trước 6 tuổi Chiêu Dương lưu lạc ở ngoài không phải điều muội ấy muốn. Tỷ tưởng muội ấy không muốn phụ hoàng đón vào cung sớm hơn sao? Nhị hoàng tỷ à, tỷ đừng nên nhắc lại khoảng thời gian bi ai thê lương ngày trước của Tam hoàng tỷ nữa. Chỉ càng làm tỷ ấy thêm thương xót thân phận, khóc than động lòng thôi. Ngũ hoàng muội, có phải muội muốn nói khoảng thời gian sống khổ sở Chiêu Dương và mẹ của muội ấy nương tựa lẫn nhau không? Ha, tỷ nhớ ra rồi. Mẹ của Chiêu Dương hình như là uyển sa nữ chân trần, giúp người ta giặt đổ bên bờ suối, không giống như mẹ của chúng ta, khuê nữ đại cát, xuất thân danh môn, thật ra một uyển sa nữ hèn hạ, lại may mắn được phụ hoàng ân sủng, đáng lý ra phải vui mừng mới đúng chứ. Phải không, Tam hoàng muội? Đại hoàng tỷ, Tam hoàng muội không vui rồi, người nói vô tâm, người nghe có ý. Mẹ của tỷ giữ ngôi trưởng tôn hoàng hậu, phúc trạch ân hậu, đương nhiên tỷ không hiểu được mùi vị của uyển sa nữ rồi. Cây có cao thấp, người có sang hèn. Ha, các muội nghĩ uyển sa nữ và tỳ nữ rửa chân cũng được liệt vào hàng tiện nhân hay không? Đủ rồi, đó là mẹ của tôi, mọi người nói gì tôi cũng được, không được nói bà ấy nữa. Tam hoàng tỷ, tỷ đừng trách hai tỷ ấy, họ cũng vì uống say nên ăn nói lung tung thôi mà. Tam hoàng tỷ độ lượng như vậy, lý nào là chấp nhất với hai vị hoàng tỷ chứ? Trời, sao nói là hành tử lệnh mà, sao không chơi nữa? Uyển sa nữ, nữ gặp long, long phụng trình tường một giấc mơ. Thiên bình thôn, thôn sinh kim, kim chi ngọc diệp nhập cung cấm. Cha, con chuột kìa. Đừng đừng là phủ công chúa, nguyên nga lộng lẫy, sao lại có chuột được chứ? Giờ phút này còn giảm ta một cái nữa. Không phải, con chuột lớn lắm đó, mới chạy qua bên kia thôi. Nàng không tin hả? Ta đánh chết nó cho nàng xem. Chạy đi đâu? 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 Chết nè. Đừng mà. Chết nè. Đừng đập nữa. Chết nè. Được rồi. Đừng đập nữa. Chết. Chết nè. Thôi, được rồi. Đừng. Chết nè. Đừng đập nữa. Chết nè. Đừng đập nữa. Đừng đập nữa. Đừng. Chết rồi. Đừng đập nữa. Chết nè. Chết. Chết nè. Chết nè. Chết. Chết. Đừng đập nữa. Chết. Chàng sai rồi không? Đừng mà. Chết. Đau quá. Chết. Đau quá. Thôi đi. Thôi đi. Chết nè. Chết. Chết. Đừng mà. Thôi đi. Đâu mất rồi? Lạ thiệt á. Con chuột trốn đâu vậy ta? Không thấy sao? Thực tế là ngươi không phải đánh chuột, ngươi muốn diện cớ đánh bọn ta thôi. Ngươi lên cơn điên gì vậy chứ? Người đánh đến chân của ta đau lắm rồi đây nè. Phủ công chúa làm gì có chuột chứ? Ai nói không có? Nguyên con chuột qua đường rất lớn. Ngươi nói cái gì vậy? Đỡ ta. Tôi có nói sao? Tôi có nói gì đâu. Phong mã uống sai thật rồi. Ta không sai. Xin lỗi nha. Mọi người độ lượng, đừng trách phò mã. Bốn vị hoàng tỷ hoàng muội hiện giờ không muốn uống nữa, hay là nhập tiệc rồi từ từ nói chuyện đi. Bị người ta đánh như vậy làm sao mà ăn được nữa chứ? Không ăn nữa mất hứng quá. Chúng tôi đi đây. Từ nay không tới nữa đâu. Đi thôi. Đi. Nè. Đúng là bực mình. Không cần nói, ta biết. Cô muốn cảm ơn ta chứ gì? Không cần thiết. Có người kim đa lộc này thì ơn bất cầu báo. Ta không nghĩ cảm ơn ngươi đâu.
Ngươi đã làm cho cả tổ yến buồn bã giải tán rồi còn gì. Cô trách tôi, tôi chỉ giúp cô thôi. Bông công chúa cần gì ngươi giúp chứ? Ngươi giúp ta ăn hết đồ uống hết rượu thì được. Vong ân bội nghĩa, đúng là vô lại, đúng là vô sỉ, đúng là vô lương tâm quá.